Xin được kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình nóng hôm nay của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng trà Thanh Việt Dr. Thanh. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Vụ chuyến bay giải cứu, cựu thứ trưởng không nhớ hết số lần nhận tiền. Làm sao để kéo giảm vi phạm trật tự xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh? Trong các bị cáo trả lời hội đồng xét xử ngày 12 tháng 7, cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng xin khai theo trí nhớ về những lần nhận tiền. Nhiều lần khác, cựu thứ trưởng không nhớ hết. Cựu thứ trưởng bị cáo buộc đã nhận hối lộ 37 lần của 13 doanh nghiệp, tổng số tiền lên đến 21,5 tỷ đồng. Bị cáo đưa tiền cảm ơn thì anh Tô Anh Dũng nói lần sau không được đưa cho anh nữa, nhưng sau đó bị cáo vẫn đưa và anh Dũng vẫn nhận. Một bị cáo nhóm doanh nghiệp khai. Cựu thứ trưởng nhiều lần khẳng định trước tòa rằng bản thân không gây khó dễ cho doanh nghiệp, không đòi hỏi, không đặt điều kiện. Có nhiều doanh nghiệp chủ động liên hệ được gặp. Ông Dũng khai gặp họ phần vì nể nang, phần vì muốn nghe doanh nghiệp phản ánh những khó khăn vướng mắc. Nhưng khi các đại diện doanh nghiệp ra về thì đều để lại phong bì cảm ơn. Đại tá Trần Vĩnh Phú, trưởng công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vào ngày 13 tháng 7 cho biết đã khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Uy Vũ, 39 tuổi, giám đốc công ty cổ phần xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng, đơn vị thiết kế và thi công bờ kè ta luy, và Dương Viết Phong, 41 tuổi, cán bộ giám sát thi công thuộc một đơn vị tư nhân. Hai bị can bị bắt về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó, ngày 3 tháng 7, Công an thành phố Đà Lạt đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vào rạng sáng ngày 29 tháng 6. Đến thời điểm hiện tại, Công an thành phố Đà Lạt đã xác định được dấu hiệu phạm tội nên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can những người nói trên để điều tra theo quy định của pháp luật. Ngày 13 tháng 7, lực lượng biên phòng Sông Trăng phối hợp với Công an xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An phát hiện trên kênh Cái Cỏ tại vị trí cách mốc 230-8-2 khoảng 400m hướng về tỉnh Đồng Tháp, có một người đàn ông đang lái xuồng có chở heo hướng từ Campuchia về Việt Nam. Khi người này lái xuồng đến bờ kênh bên phía Việt Nam và đưa heo lên bờ, thì tổ công tác đã bao vây ra tín hiệu dừng lại kiểm tra. Người này khai tên Chắc Kim Long, 42 tuổi, quốc tịch Campuchia. Xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm nên tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, thu giữ tang vật phương tiện vi phạm gồm một xuồng màu xanh, 7 con heo màu trắng, khối lượng khoảng 350 kg. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Trên tuyến cao tốc về miền Tây gồm thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và Trung Lương Mỹ Thuận hiện nay đều bị thiếu trạm dừng chân. Vì vậy các tài xế buộc phải rẽ xuống quốc lộ 1 để cho khách dừng chân, ăn cơm và nghỉ ngơi. Các trạm dừng chân lâu nay chỉ đơn thuần dừng lại đi vệ sinh và không được đầu tư chỉnh chu. Nhiều nơi trạm dừng chân khá sơ sài, nhếch nhác, thiếu bãi đậu xe, nên tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Theo ghi nhận, đường về miền Tây chỉ có hai trạm dừng chân là trạm Châu Thành và trạm Phúc Lộc. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết hiện nay đang rà soát, xác định lại vị trí cụ thể và tiến hành kêu gọi đầu tư trong thời gian tới. Sáng ngày 13 tháng 7, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Thiết kế Tạo mẫu Sản phẩm Công nghiệp, Hội Mỹ nghệ Chế biến gỗ đã công bố và trao giải thưởng cho các thí sinh đạt giải của cuộc thi thiết kế quà tặng lưu niệm du lịch. Cuộc thi với chủ đề Dấu ấn Sài Gòn được phát động từ ngày 17 tháng 5 đến hết ngày 30 tháng 4 trên phạm vi trong nước và quốc tế. Sau thời gian phát động, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 120 bài dự thi với nhiều thể loại sản phẩm khác nhau như sơn mài, hàng thủ công, các chất liệu truyền thống, thân thiện với môi trường. Các thiết kế sản phẩm dự thi qua các vòng sơ tuyển, bán kết, chung kết và ban giám khảo đã chọn được 25 sản phẩm trao giải. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng hấp dẫn, vui lòng gửi về cho chúng tôi thông qua địa chỉ email nóng hôm nay avongpháp luật tb.vn. Và tiếp ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục nhận định. Thưa quý vị, trong sáng ngày 13 tháng 7, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết cấp thành phố về kết quả thực hiện chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và kế hoạch số 3333
của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép, không phép, sai quy hoạch trên địa bàn thành phố. Sau khi ban hành chỉ thị 23 và kế hoạch 3333 vào năm 2019, tình hình quản lý xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có những chuyển biến tích cực như thế nào? Trong khuôn khổ của hội nghị, ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và ông Lý Thanh Long, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ về những giải pháp để tiếp tục kéo giảm vi phạm trật tự xây dựng, ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép tại địa bàn thành phố. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông đánh giá như thế nào về những kết quả đạt được trong việc quản lý xây dựng, ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép, không phép, sai quy hoạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sau 4 năm thực hiện chỉ thị 23 và kế hoạch 3333? Là một trong những cái quyết sách hữu hiệu của thành ủy cũng như cái kế hoạch của thành phố trong cái việc lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Và trong cái đánh giá, trong báo cáo của đồng chí phó giám đốc Sở vừa trình bày với các đồng chí, thì chúng ta thấy nó nổi lên ba cái việc. Cái việc thứ nhất á, là chúng ta kiểm soát được, quản lý được cái tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn của thành phố. Cái việc thứ hai là chúng ta kéo giảm được cái số vụ và cái tỷ lệ mà phát hiện trên địa bàn của thành phố. Cụ thể khi chưa có 23 thì cái số vụ một ngày là 9 đến 10 vụ, nhưng khi có chỉ thị 23 thì chỉ còn có 1,8 vụ, mà cụ thể trong 6 tháng đầu năm này thì chúng ta chưa tới một vụ, có 0,9. Và cái tỷ lệ mà giảm ở các cái vụ mà phát hiện thì chúng ta đã kéo giảm. Đến nay thì gần như là chúng ta phát hiện tất cả những cái vi phạm trên địa bàn. Lúc đó tôi về làm bí thư thì cũng đã xử lý trên 250 trường hợp có liên quan đến các cái sai phạm liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng. Thì cho thấy nếu như mà chúng ta làm tốt cái này ngay từ đầu thì chúng ta sẽ hạn chế được cái mất mát này. Bởi vì đào tạo một con người, một quá trình này nó rất là khó, mà chúng ta xử lý kỷ luật, thậm chí là mất cán bộ thì cũng rất là đau xót. Nhưng qua 4 năm chúng ta thực hiện cái chỉ thị 23 này, chúng ta thấy đến giờ này chúng ta vẫn còn, hồi nãy tôi có báo cáo các đồng chí là 184 trường hợp, trong đó riêng đối với ngành xây dựng là 108 trường hợp, còn đối với thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện là 40 trường hợp. Thì như vậy vẫn còn, chứ không phải là do vậy thì cái cách như thế nào để chúng ta hạn chế thấp nhất cái việc này, thì đó là trách nhiệm của cá nhân tôi, của các đồng chí trong ngành xây dựng và các đồng chí đang ngồi đây. Chúng ta tham mưu cho lãnh đạo thành ủy, thành phố, các bộ ngành trung ương để làm sao chúng ta phối hợp tốt để chúng ta thực hiện. Tôi tham dự khảo sát ở một số đơn vị chuyên môn thì đòi hỏi kinh phí rất lớn, đó là kinh phí để đầu tư cái hạ tầng cơ sở, và cái quan trọng hơn nữa là cái kinh phí để quản lý, để sử dụng. Ví dụ chúng ta sử dụng cái việc tháng hàng ngày thì chúng ta phải có cái công nghệ, có thể thông qua các công nghệ như Google để quản lý trên mặt đất. Như vậy thì cái dữ liệu rất là lớn, nên cái nguồn thông tin, cái nguồn dữ liệu để chúng ta quản lý và chúng ta nuôi cái nguồn dữ liệu đó để chúng ta phục vụ cho công tác quản lý trên cái xây dựng, đây là cái vấn đề rất lớn, đòi hỏi kinh phí rất lớn ở các cơ quan. Hiện nay chúng tôi đang trong giai đoạn nghiên cứu, tiếp tục nghiên cứu để làm, và một số quận huyện người ta đã làm rồi, đặt một số quận huyện chúng tôi cũng đang tổng hợp các mô hình để tham mưu cho thành phố triển khai đồng loạt các mô hình này. Thành phố cũng đã chỉ đạo và Sở Xây dựng đã tham mưu đang xây dựng cái đề án, trong đó cái đề án NIST, đề án về vị tham cho toàn thành phố. Thì hiện nay là Sở Xây dựng cũng phối hợp với các sở ngành, phối hợp thành phố để làm đề án này, và nếu thực hiện được cái đề án vị tham toàn thành phố thì cái việc giám sát công trình xây dựng sẽ được chặt chẽ hơn. Bên cạnh đó thì hiện nay Sở Xây dựng cũng áp dụng các cái công nghệ thông tin, ví dụ như SD247. Qua cái kênh này thì người dân phản ánh, và khi chúng tôi tiếp nhận thông tin phản ánh thì chúng tôi sẽ xử lý ngay
để phục đáp cho người dân. Đó. Ngoài ra thì thực tế thì một số quận huyện họ cũng đang áp dụng một số cái công nghệ viễn thám để giám sát trên địa bàn, và chúng tôi nhận định rằng là sắp tới cái giải pháp này rất tốt cho công tác quản lý trật tự xây dựng. Thưa quý vị, thời lượng của chuyên mục nhận định đến đây là hết. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc. Uống Dr. Thanh, thanh lọc cơ thể, tươi mát mỗi ngày. Cây nóng quá! Nóng trong người, SOS! Uống ngay trà Dr. Thanh, giữ lại 9 loại thảo mộc tự nhiên, giúp thanh lọc cơ thể, tươi mát mỗi ngày. Luôn tươi mát mà không lo nóng trong người, trà thanh nhiệt Dr. Thanh, thanh lọc cơ thể, tươi mát mỗi ngày. Thưa quý vị, báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh luôn đồng hành cùng với độc giả trong việc phản ánh và giải quyết nhiều vấn đề bức xúc trong đời sống. Vừa qua, chúng tôi liên tục nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc khắp nơi gửi về. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc hôm nay, xin mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung phản ánh mới nhất. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin của bạn đọc gửi qua fanpage báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn đọc Đại Doanh, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa bức xúc trước tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ngay đối diện Ủy ban Nhân dân một xã ở huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Người dân địa phương đã nhiều lần ý kiến lên Ủy ban Nhân dân xã nhưng không thấy xử lý. Khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, năm nào cũng có người tử vong. Mới đây cũng có xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Bên cạnh đó, chúng tôi có tiếp nhận đơn thư phản ánh của bạn đọc Nguyễn Đức Hùng, Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh về việc lối đi chung được cấp cho một hộ gia đình. Từ lâu nay hơn 10 hộ dân vẫn đi lối đi chung hàng ngày bằng đường bờ kênh. Nay được cấp riêng cho một cá nhân, làm ảnh hưởng đến quyền lợi cũng như xáo trộn cuộc sống của người dân. Hộ này đang tiến hành xây dựng, trồng cây bao chiếm con đường khiến người dân không còn lối đi nữa. Khi nhận thông tin phản ánh, chúng tôi đã kịp thời chuyển phóng viên tìm hiểu hoặc chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời sớm nhất cho quý bạn đọc. Thưa quý vị, chương trình nóng hôm nay ngày 14 tháng 7 năm 2023 của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tạm dừng tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên blo.vn, đồng thời phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng trà thanh nhiệt Dr. Thanh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.